Em gửi một lời chào trân trọng nhất tới tất cả các bác anh đang quan tâm tới kênh của em. Và hôm nay dụng cụ sưu tầm như em đã về rất chi là nhiều. Đặc biệt hôm nay thì em đã về được dòng đèn pin siêu sáng, siêu nhẹ. Và đây là dòng đèn pin em cung cấp tới tay các bác nhiều nhất luôn. Bác nào trong vườn, trong đồi hay là trong ao, làm nương rẫy, các bác nhà mình sử dụng ngay một con đèn này ngày hôm nay các bác nhé. Ba kích thước đấy ạ. Một chút em sẽ bấm cho các bác nhà mình xem cái độ sáng. Cái này sẽ có cả báo hiệu khẩn cấp các bác nhé. Đấy, vào hôm nay đèn sưu tầm, đèn cổ đây các bác này, đèn bão cũng đã về rất chi là nhiều. Và đặc biệt hơn nữa thì em đã có được là 2, 4, 6 cái hộp đạn mới về xong. 6 cái hộp đạn duy nhất này em sẽ gửi tới các bác nhà mình mà đang cần sưu tầm hộp đựng đồ. Cái này là của các bác bộ đội thời xưa đựng đạn đấy. Và hôm nay em đưa tới các bác có thể đựng kìm kéo, máy móc và đựng tài liệu quý các bác có thể cho vào cái hộp đạn này được. Đấy, và cái hộp đạn hôm nay thì em đưa tới các bác ba kích thước nhé. Bình tông bộ đội và bình tông Liên bang Nga dành cho các bác nhà mình đựng rượu Tết năm nay. Đủ size, đủ kích thước luôn. Và với các bác nhà mình mà đang quan tâm tới kênh của em mà đang muốn biết giá là bao nhiêu thì các bác hãy theo dõi em để biết giá của từng sản phẩm một để các bác nhà mình lựa chọn nhé. Đấy, đầu tiên này em gửi tới các bác là cái đèn cổ là được các bác nhà mình quan tâm rất chi là nhiều. Cái đèn cổ này thì không phải là để các bác nhà mình châm cho nó sáng suốt ngày đâu, mà có nghĩa là nhiều bác là treo phòng trà, treo phòng cà phê, treo phòng khách để làm đồ trưng bày. Thì em sẽ chi tiết về một cái nhá. Đây ạ, như mỗi một cái đèn mới như thế này, nó là mạ đồng nha các bác nhá. Nó là mạ đồng. Đây ạ, với một cái mới thì các bác nhà mình em đã bóc ra cho các bác nhà mình xem nó như thế này. Nó đẹp lắm các bác ạ, nó đẹp thực sự luôn ấy. Đấy, bởi vì em cũng đã gửi rất chi là nhiều và được các bác rất khen luôn. Về chiều dài của nó thì nó rơi vào tầm 25cm. Tay cầm của nó rất chi là chắc chắn. Và cái đèn này thì thắp sáng bằng dầu nha các bác nhé. Thì dầu bây giờ nó có loại dầu sinh học là cái dầu không khói đấy. Các bác đốt bằng cái dầu đấy cho nó đẹp. Còn dầu hỏa ngày xưa cái dầu nó khói đen lắm. Em thấy cái dầu khói đen đốt nó bẩn. Đấy là em nói luôn như vậy bởi vì em đã thực tế rất nhiều cho các bác nhà mình xem rồi. Bóng của nó là bóng bằng thủy tinh. Và em có nói tới các bác là khi mà em gửi cho các bác là em đo rõ kích thước của nó là dài 25cm nha các bác nhé. 25cm. Đấy, và chiều ngang này của nó thì rơi vào tầm là 14-15cm. Và với một con đèn như thế này khi em đóng gói cho các bác thì em rất chi là cẩn thận. Đọc cái khâu đóng gói, em đã đóng gói quá cẩn thận cho các bác rồi. Phải cẩn thận lắm mới tới được nhà các bác bởi vì bóng của nó là bóng thủy tinh. Có bức ở bên trong đầy đủ như này hết nhá. Thì báo giá luôn tới các bác là một cái đèn cổ đem em đang đưa tới các bác là 200. Miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Đấy, đèn này gọi là đèn bão các bác nhá. Còn về bên này là bình tông. Ở đầu tiên là bình tông Liên bang Nga, là mẫu bình tông mà em đưa tới các bác Tết năm nay các bác đựng rượu nhiều nhất đây. Cái bình tông này rất chi là hay các bác ạ. Chất liệu của nó là inox và là inox dày. Inox toàn bộ luôn từ phần lắp cho tới phần thân. Và mỗi một bình tông thì sẽ được tặng theo một cái bao da như thế này. Đây ạ, các bác nhìn về một cái bình tông mới đây các bác nhé. Đây là một cái bình tông mới này các bác này. Em sẽ mở cho các bác này mình xem. Nó đẹp lắm. Luyến đây ra mở cái này ra chị. Em sẽ mở một cái này ra cho các bác nhà mình xem về chất liệu của bên trong nhé. Và với một cái bình tông 1 lít đầu tiên này, em đang đưa từ các bác với cái giá là 170.000. Tặng kèm theo cái bao da. Cái bao da này về mình lau lại cho sạch đấy nhé. Cái này nó hơi, cái bao của nó hơi bẩn một chút. Đấy. Và cái inox này thì không có cái gì có thể thôi chất hay thôi mùi ra được các bác ạ. Cái inox là inox cao cấp. Và hàng chuẩn xịn này các bác nhà mình nhìn này, chữ dập chìm ở bên dưới này. Xoáy nắp ra cho các bác nhà mình xem. Cái bình này thì giá của nó là 170.000 đồng trên một bình các bác nhé. Bình 1 lít. Và em sẽ có 1 lít rưỡi, 2 lít, 3, 4, 5 lít. Có hết. Đấy, cái bình nhỏ nhé các bác nhé. Tặng theo bao da đấy các bác ạ. Đấy, và ngoài cái bình này ra thì em sẽ có cái bình tròn sưu tầm rất chi là đẹp. Em mở cái bình lít rưỡi này ra để cho các bác nhà mình xem vừa một thể này. Nói chung nó đều như nhau thôi. Có cái 4 lít nó khác một chút nhá. Cái bình 1 lít rưỡi giá của nó chênh có một chút xíu thôi. Có nghĩa cứ mỗi cái nó chênh nhau một chút xíu. Thì cái nhỏ nhất nó là 170 nha các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Ôi, phải gọi là cái inox quá là đẹp luôn các bác ạ. Lắp này. Đấy, và em lấy cái bình tông tròn ở trong cái hộp kia ra đây nhá. Để cho các bác xem luôn về cái bình tông tròn mà đi kèm theo những cái bộ dụng cụ mà được các bác trai rất là thích. 1 lít rưỡi này. Đấy, 1 lít rưỡi nhá. Đấy, em quay 2 lít này. Trên này là 2 lít này. Mà 2 lít này, 3 lít này, 4 lít và 5 lít. 5 lít thì cái này hay lắm các bác ạ. Các bác nhà mình đi du lịch hoặc đi picnic này, các bác nhà mình làm một cái bình này thì có mà
đựng nước, đựng rượu thì quá ok luôn. Đeo ngang người rất chi là đẹp. Đấy, và bác nào đang quan tâm tới những mẫu bình này, hãy liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Cái này nó có phụ kiện đi theo này. Đấy, cái bình tròn này nó có phụ kiện đi theo này. Đấy, và với những cái dòng bình này thì số điện thoại em đã ghim trên màn hình video. Các bác nhà mình mà quan tâm vào Zalo của em các bác anh nhé. Vào Zalo của em để em sẽ tư vấn các bác kỹ cả. Còn về hộp đựng đạn thì sao? Hôm nay với 6 cái hộp đựng đạn này em vừa mới cập bến xong, đăng tải luôn để gửi tới các bác này. Đây là cái bình tông tròn để em lấy đủ phụ kiện nhé các bác anh nhé. Em sẽ đưa tới các bác đầu tiên là một hộp đựng đạn này. Các bác nhìn về cái phần đầu mở đây. Đây là cái phần đầu mở cái hộp đạn này ra này. Cái này thì bên trong nó có gioăng chống ẩm rất chi là chất lượng và nó dày lắm. Em cầm như này lạnh chĩu tay luôn các bác ạ. Đến về một cái bình, một cái hộp đạn đầu tiên này là em gọi là cái hộp số 1. Là em đang đưa tới các bác với cái giá là 340.000. Đấy, và cái này là cái số 2 là 440.000. Và cái to đẹp đây là 550.000 các bác nhé. Bác nào muốn theo dõi chuẩn kích thước thì hãy vào Zalo để em gửi kích thước cho các bác. Bởi vì nhiều lúc là em nói ra đây em quên, không nhớ đâu. Còn về cái bình tông bộ đội đây thì em có hai kích thước này. Một loại là 1 lít và một loại là 2 lít. Đấy, cái này thì nó là nhôm 100% các bác nhé. 150 một cái nhỏ, 200 một cái to. Em biết phí ship từ tận tay các bác luôn. Đấy, còn đây hộp đựng đạn tròn. À, quên xin lỗi, bình tông. Bình tông các bác, bình tông tròn. Phụ kiện của nó đi theo là 3 cái ly. Ở đây sẽ có 3 cái ly nữa các bác nhé. Ở đây sẽ có một cái bật lửa này. Đấy, và ở đây là sẽ có một bộ dao. Đấy, đẹp như này, chất như này. Tặng theo một cái bao da cực kỳ là chuẩn luôn, E-Lock 100%. Và bình này là bình 1 lít các bác ạ. Giá của nó đang là 400.000 đồng trên một cái. 400.000 đồng trên một cái nhé các bác nhé. Đấy, về tiếp theo thì tới những mẫu đèn pin, là mẫu đèn các bác thì mình cần nhất trong năm nay đây. Đèn pin này thì em nói với các bác là em sẽ có 3 loại, một loại to, một loại nhỡ, một loại nhỏ. Loại nhỏ của nó rất chi là hay. Đây này, mỗi một cái đèn thì nó đều có chân như này hết đấy các bác nhé. Các bác nhà mình đang làm một công việc gì thì rất chi là hay, nó có cái chân này để cho các bác giữ đứng soi dọi cho các bác. Đấy, và em sẽ bật cái ánh sáng của cái đèn này lên cho các bác nhà mình xem nhé. Đầu tiên là kích thước nhỏ nhất này đi em ơi. Cái đèn nhỏ nhất này, cái nhỏ nhất này cũng có chân của nó đấy các bác anh nhé. Nó cũng có chân. Đấy, đấy các bác, em bấm vào đây. Đây, chị bấm cho. Đây, các bác nhìn cái ánh sáng của nó này. Đấy, có trong không? Và với cái đèn nhỏ nhất này thì nó dọi được tầm độ 100m các bác ạ. Sáng phải gọi là sáng hơn pha đèn ô tô luôn. Các bác, đây là chế độ báo hiệu này. Đấy, và em báo luôn cái đèn này là em đang đưa tới các bác anh với giá là 170.000 đồng trên một cái các bác anh nhá. Đấy, ánh sáng trong đét luôn. Đây, đặc biệt cái đèn nhỏ nhất này nó còn có cái chế độ nếu như các bác mất điện thì các bác sử dụng cái bóng này nhá, nó thay thế một cái bóng điện luôn. Có chân nhá. Có chân hết đây các bác ạ. Có chân như cái to này luôn. Và đây là cái thứ hai này các bác này, đây là cái thứ hai. Đấy các bác nhìn này. Đấy các bác thấy không? Đây là cái phần chế độ sạc pin. Tất cả những dòng đèn này sẽ theo dây sạc hết cho các bác nhà mình khi hết pin để sạc nhá. Cái này thì em nói thật với các bác là em đã sưu tầm rất chi là nhiều rồi. Với cái ánh sáng này thì không cái nào có thể địch bằng. Và em đã cung cấp cho tất cả các bác nhà làm mình làm vườn, trong đội làm cây, trong đội làm nông nghiệp. Thì cái đèn này nó có ánh sáng xa, dọi tầm 200m. Nó siêu nhẹ và nó có chân. Đấy, và nhất là các bác nhà mình sử dụng báo động, có chế độ báo động là rất chi là hay. Và cái đèn thứ hai này thì em đang đưa tới các bác là giá là 300. Có cả chân nha các bác nhé. Em miễn phí ship. Còn đây là hai cái khổng to nhất này các bác này. Các bác nhìn này thôi, nó to lắm đấy. Nó dài tới tầm độ trên 30cm. Trên 30cm. Này các bác này. Đấy, em đặt cái thước đấy vào luôn để cho các bác nhà mình xem. Đây, nó rơi vào tầm 31cm. Đấy, cái miệng của nó, cho xem cái miệng một chút này. Cái miệng là bao nhiêu? Miệng của nó tới 16 này. Em cho các bác nhà mình xem về cái ánh sáng nhá. Riêng cái này các bác nhà mình dọi tầm độ 200m cho em. Sáng trong, sáng xanh, sáng lét luôn các bác nhá. Đấy. Và với một cái đèn to này sẽ nó, đây cái chế độ này báo của nó các bác, nó thật này. Nếu mà xóm các bác mà một tròn thì chắc cả xóm phải nhìn thấy luôn. Khi báo hiệu như này, quá là ok luôn. Đấy, sử dụng xong tắt như này nhá. Về với một chiếc đèn như thế này thì sẽ bao gồm cả chân cho các bác như thế kia. Dám là đưa tới các bác là 350, đèn to nhất. Với tất cả những cái dụng cụ ngày hôm nay em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Bác nào đang quan tâm tới hộp đạn, đèn pin, bình tông,
đèn cổ. Em còn rất nhiều cái mẫu đèn mỏ trong kia thì em chưa giới thiệu nhé. Đèn đấy là đèn đắt tiền, rất chỉ là tốt. Thì video này cũng đã 10 phút rồi. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi nhé. Các bác nhà mình mà đang quan tâm tới những sản phẩm bên em, nhớ cho em xin một like nhé. Nhấn chuông và nhất là đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay các bác anh nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.